Hello, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Hôm đi chơi trên tàu ở Cuba, Jimmy đã trải nghiệm nằm trên lưng cá và Oscar bỏ đầu vào trong miệng cá. Trò chơi này tụi mình không dám chơi. Và trò chơi này thì mình phải trả thêm extra tiền 20 đồng US. Nó không nằm trong cái tiền tour mà mình mua. Vậy mời cả nhà cùng xem Jimmy nha. Speak two groups. The first out 20. No, only for three minutes. Can you stand? What do you do? Please, try your hand. Grab your feet. See you tomorrow. Bye bye. He's not done yet. Do it low. How was it? Đó, phải cho nó ăn. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem video. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.